Em hiện nay mình cập nhật cái tình hình mấy cái phôi này. Đầu tiên là cái phôi mai này, phôi mai cũng trồng trong mát, không biết kiếm ạ. Chưa 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 à, phôi mai rừng. Đây là cây dúi này thì nó trồng sâu mấy anh em. Cây dúi này dăm ủ trồng sâu, và cái cây dúi này thì hơn 35 ngày. Cây dúi, cập nhật tình hình cây dúi này hơn 35 ngày thì anh em thấy nó kéo cái mặt lên rất cao, rất căng à. Bữa trước mình chỉ nè đấy, và nên mình thấy là nó sẽ để nứt được rồi. Khi mà nó nứt được rồi là cây dúi nó sống. Bên đây là cái cây gai, cây trắc đấy. Còn bên ngoài kia mấy cây gì kìa, vậy chắc luôn mấy cây Mỹ luôn. đó. Thì đây chia sẻ với mấy anh em này đây này. Thì thấy không, thấy tại sao người ta lại bó cái đọt đây? Thứ nhất là để phun trên cái thân này nè, phun trên thân này nó ướt nó ẩm đó, nó nứt kìa, nó nứt là chút chỉ anh em xem. Thì cái nứt này thì mình chưa chưa chắc chắn sống, nhưng mà những cây mình chắc chắn sống với mấy anh em này là khi nó kéo mặt đây. Thì mình chia cái mục đích này là khi mình tưới nước thì nó không có vô trong cái chậu này. Bự dở cho mình, dở cho mình một chút xíu cho anh em ta xem. Thấy không? Anh em thấy két trong này là 15 20 bữa rồi vẫn chưa tưới, nó vẫn sót nè. Ông Dường lấy tay lên. Có móc không? Anh em thấy không? Nó sót, nó rớt luôn nè. Đó. Đấy, nó y như là giống như là chúng ta làm bột bánh in nha mấy anh em. Đó là chúng vẫn chưa tưới, nó không không tưới. Đấy, nó vậy. Rồi sau đấy là cột ở đây lại, đừng đừng để cho khi mà chúng ta phun nước, phun ẩm tưới gì đó không biết, nó không có xuống dưới đây. Nó xuống dưới đây là làm dư ẩm, dư ẩm là cái cây dúi này chết. Đấy. Rồi mình sẽ để cho mát, trong mát và phun ẩm thường xuyên. Để tại sao lại phun ẩm? Phun ẩm là chúng ta làm cho cái thân da của cây cây dúi của chúng ta nó không bị khô. Nó khô là nó bỏ chi và nó chết đấy. Hoặc là nó sống, nhưng mà nó sống một phần nào đó, còn lại là nó không có sống được hết đấy. Nó là như vậy. Còn bây giờ biết để nó sống thiệt hay sống giả thì chúng ta biết được nó là đây. Như cái cành này nó nứt ra, như anh em đang xem đây là nứt, đây là chưa chắc thì nó sống nha. Đây, quay góc rộng anh em xem. Nó nứt như vậy là chưa chắc thì nó sống đâu. Phải đợi cho nó ung cái mặt này lên. Cái mặt này này nó chưa thấy ung, phần tường chưa thấy ung. Mình chưa dám khẳng định với mấy anh em sống hay chết. Đây, chừng nào mình thấy nó ung lên á thì do cái đây là dâm ủ sâu cái cây này. Thì cây này là vẫn chưa. Từ từ nó ôm mặt lên như thế này rồi mình mới quay cho mấy anh em đây. Như là hôm bữa trước anh em có xem video là cây này nó ôm mặt, nhưng mà nó ôm ít mấy nào, ôm cực kỳ ít không. Bây giờ thấy anh em thấy nó ôm đơm rất nhiều không, đơm nè nó đơm lên ha, nó đơm lên. Thì khi mà nó đơm mặt lên rồi thì nhiều anh em ta đặt câu hỏi là người ta không biết là khi nào ta nên 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 dỡ cái bầu này ra nè, ta dỡ cái miếng bịch đi ra để tưới nước. Thì xin thông báo với mấy anh em là sau khoảng 25 ngày hoặc là 15 ngày trở lên, 15 ngày trở lên hoặc là 25 ngày, nhưng anh em cứ để cho mình 25 ngày đi, là chúng ta tiến hành, chúng ta không còn phải tủ bịch ni lông nữa, chúng ta cũng không cần phải chi ở dưới cái đây để cho nước nó xuống, mà chúng ta vẫn tiến hành tưới nước bình thường. Có thể là chúng ta tưới 2 ngày một lần cũng được, nhưng mà chúng ta phải phun ẩm thường xuyên trên thân này. Đấy. Thì bởi vì khi mà như vậy, như khi mà nó kéo mặt dưới đây rồi, ở dưới đây là mấy anh em mình có tưới nước nhiều, lỡ tay đi ăn nữa thì nó không bao giờ thúi được, vì lý do là cái mặt đây nè nó đã bị bít hết rồi, thì nó không thể nào mà liên vô cái da này làm thúi hư cái da đấy, thối hư cái da. Đây mình thấy nó nứt đây nứt mà nứt dưới đây nha, dưới đây nứt lên đây. Thì khi mà nó kéo da như thế này mà nứt thì cái tỷ lệ sống của nó hầu như là 100%, không có khả năng là chết được. Cái này trong này nè đây. Thì anh em nào xem cái video cái cây dúi này là anh em mình xem á, là cái cây video này là lấy cây dúi rồi, tại vì lấy trộm cây dúi đầu năm mấy anh em. Thì video cây dúi này nhưng mà cho nó cực kỳ nứt lâu. Nứt lâu do cái cây này mình cưa nó đâu. Như cây ở bờ nó cũng đang cực kỳ nứt lâu. Nên mình làm video cho mấy anh em xem. Đây. Có anh em thấy không? Thấy nó nứt cực kỳ sung. Và cây dúi mà khi chúng ta dâm ủ đúng cách á, nó nứt cực kỳ sung. Mà như mà nó nứt như thế này là sống. Nó nứt càng trọng á mà nó nứt ra là sống. Còn mà nứt càng nhanh á, mà nứt ra thì chưa chắc thì nó sống anh em. Đấy. Có nghĩa là cây dúi mình nứt càng chậm mà các cái mặt cắt nó hội tụ để mới biết khỏi sống dễ hay sống thật á, là nó sẽ kéo những cái mặt này lên, kéo những mặt cắt này lên thì cây dúi của mình á nó mới sống được. Đó.
Thì bây giờ là chia sẻ với mấy em về cái kỹ thuật gì có anh em nào cần liên hệ vào bonsai bên mình, chia sẻ với mấy em cách trồng, kỹ thuật trồng, bảo đảm mấy em là mấy em trồng cách của mình sẽ sống. Đấy thì có gì mấy em liên hệ vào bonsai bên số điện thoại Zalo 0932411987, hoặc là mấy em có thể gọi trực tiếp số điện thoại 0932411987 nha. Bonsai bên cảm ơn mấy em rất nhiều.